Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ làm về hai khẩu M41 VIP, đó chính là M4 Transformer và M4 Thiên Thần. Xem khẩu nào ngon hơn. Úi dồi ôi, định mệnh thằng Tơ nhá. Liếm ngay cái giáp của mình rồi. Hay lắm Tơ á. Vâng, tao sẽ cắt lưỡi mày. Rồi, khô máu luôn nhá. Thế không giết được Tơ là không phải làm người. Vâng, không làm người thì làm zombie thôi. Úi dồi, trời luôn. Ơ, à, hay thế. Vâng, một quả bật giáp đi vào lồng người, nhưng quả đấy chỉ là màu thôi, nó có ăn thua. Đây rồi, mới vào này lên tivi luôn. Chúng ta gọi đây là chất chơi người rơi, làm cho những người không thích sự biến zombie đấy thì chúng ta có thể cho người ta lên tivi cho người ta đỡ mệt đi cào các kiểu hoặc bị hình đấy. Ui rồi hết pin này, vãi xoài. Bọn này thì cái bản năng hình zombie nó thấm vào máu rồi. Chúng ta cứ cho thằng nào lên tivi được thì thằng đấy rất là mừng ấy. Rồi bất lực. Ô ô cào xa kìa. Đây rồi nhấp nháy. Anh em đừng bắn nha. Ơ à, sao lại bắn. Úi dồi ôi, bọn này nó hang máu cực ấy. Mà cứ thằng nào thằng đấy phải nằm xuống với chúng nó. Rồi xong rồi. Thằng mới nói chưa xong thì cương thi đã thông đích từng thằng một rồi. Thế thôi, 36 kế chuồn là thượng sách. Ai thế. Rồi ok, bây giờ sẽ là tình huống thẩm du giữa những thanh niên trên thùng hàng. Thanh niên bút kêu à? Thank you so much, cảm ơn rất là nhiều nha. Vâng, hành động của bạn làm cho mình tăng lên rất là nhiều kêu. Vâng. À, lại lên bút kêu à? Ok. Này thì lừa tình, này biết ngay mà. Vâng, nó không tốt đến thế đâu. Mà chờ mình bắn hết đạn ấy xong nó mới nhảy qua. Bọn này nó khôn lắm. Chơi thử, chơi thử nhưng nó còn hơn cả chơi thật ý. Hả? Qua được ấy. Qua được thì té. Úi dồi ôi, đồng thế. Vâng, đường nào cũng có zombie. Mày chả biết chạy đường nào. Lại đây. Lại đây. Lại đây, úi dồi, trâu thế. Trâu như một con bò ấy. Này thì lại đây. Lại đây. Úi dồi. One shot, one kill. Ok, mình phải sang trận khác đây. Trận lúc nãy thì bọn kia nó dở trò đồi bại ấy. Nó lên hết tên thùng hàng nó đứng. Thế thôi, mình chịu. Quả đấy mình cũng không thể xử lý được. Những cái pha hành động của anh em zombie thì chả biết đường nào mà lần. Hay rồi. Úi dồi, nhìn thế. Kìa, nó kìa. Anh em đâu, dã đi. Dã đi, toàn hủy diệt thôi. Toàn trâu bò trong cái phòng này ấy. Vâng, chặn đầu kìa, hay lắm DM. Ơ, ờ, vãi xoài. Thằng Thompson nó đứng trên thùng hàng, hay lắm. Đậu xanh, bắn gần chết rồi. Vâng, quả đấy thiếu tí nữa là mình ăn được cận chiến. Đèn, cho nó chết đi. À, rông non này, úi dồi ôi. Cái tập đoàn rông non bơi hết vào đây. Tao sợ chúng mày. À, chạy à. Vâng, tuy bạn không ăn được cận chiến ý, thì bạn cũng đừng nghĩ là bạn chạy thoát khỏi cái bàn tay của mình đâu. Bàn tay Như Lai Phật Tổ mà. Không thoát đâu. Ok. Thanh niên cầm lưỡi hái vung vang như như liềm cắt lúa ấy. Vâng, bạn ấy cảm giác như mình là những cánh đồng đang chín ấy. Vâng, rất là vi diệu. Té thôi bạn ơi. Mình cảm giác zombie sắp ùa đến đây rồi. Đấy, nói có sai đâu. Úi dồi ôi, gì đây, úi dồi. Lấy không được này. Vai xoài. Vâng, quả đấy phải nhảy lên chứ bạn ơi. Bạn đi như thế thì đến đời nào mới nó mới lên. Cười đau cả ruột. Rồi, tơ kìa. À, úi dồi ôi. Sau lưng bạn ơi, đúng rồi, quay lại. Vâng, chúng ta chuẩn bị giao thông với nhau rồi. Úi dồi ôi, không trúng ai. Sao đây làm gì vậy? Mày làm gì vậy? Vâng, hết cả hồn, cứ tưởng là dinh dân chơi zombie không. Đây rồi, bơi vào đây. Tao mới sợ mày quá cơ. Thế thôi, chúng ta sẽ chờ đợi những giây phút hero nào. Vâng. Ơ, còn hai thằng không làm hero thì đến bao giờ mới làm đi trời. Vãi xoài. Vâng, cái phòng này hư cấu lắm nhá. Chúng ta còn 11 giây, 9 giây, 8. Anh em đâu, giết thằng kia đi. Hết giờ bá rồi. Úi dồi ôi, thằng Tơ bây giờ còn lọ mọ ở đây thì đến bao giờ mới có hero. Cạn lời.
Ok, chúng ta sẽ cùng chuyển sang cây M41 VIP thiên thần nhá. Úi dồi, đồ này hay vậy. Ngon. Đây rồi, úi dồi, chạy đâu ấy. Các bạn cảm thấy thế nào? Chứ hai khẩu này thì mình thấy khẩu M41 VIP Transformer ngon hơn. Đấy, thì mình cảm giác như thế thôi. Nếu mà các bạn thích cận chiến ấy thì mình nghĩ các bạn nên chọn M41 Transformer, tại vì cái báng súng nó chém phê lắm. Úi dồi ôi, mất giáp này. Vai xoài. Còn cái khẩu này thì nếu các bạn phân vân giữa đầu súng và đuôi súng thì nếu mà đầu súng các bạn chọn hẳn AK Transformer đi cho nó chất. Cái cây này mình cảm giác là không sướng. Đấy, chọt chọt như thế này kiểu như thông đích người ta vậy. Đây rồi. Thủy Diệt ơi, bơi vào đây. Đây rồi, úi dồi ôi, tâm đầu ý hợp. Vâng, có cận chiến được không đây? Đấy. Tâm đầu ý hợp là phải lên Tây Thiên Thỉnh Kinh. Ok. À mà có gì đó sẽ sai nhỉ? Thằng yêu đương này không lên Phật phà cái gì cho mệt người. Chúng ta cứ giải quyết ở đây đi. Còn đúng một con zombie này. Ôi giời ơi. Ơ kìa, tin hát câu hò để cho nó bị hành. Thế nào nó lại hình ngược lại bọn thùng hàng chứ. Diễn nói ấy, mình không bắn cover đâu. Cover đâu, úi rồi. Ơ quả đấy mình tưởng mình ăn kill chứ. Thằng nào hay vậy. Vâng, cứ tưởng là bọn đạn của nó bay nhanh hơn đạn mình cơ. Bay xoài. Đéo thì tin được. Rồi bọn chúng mày là nhất rồi. Mình té thôi. Ra sau này ăn kill. Chứ đứng trước này không thể ăn được một kill nào ấy. Mỗi thằng một phát thì không đến lượt mình. Rồi. Thằng đâu hết rồi. À đây 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 đây. Đây rồi. Đây rồi. Đây rồi. Úi dồi ôi, đẹp mắt ghê. Vào đầu nó mới chết anh em ạ. 2000 đam. Còn thằng còn nữa cận chiến đi các bạn ơi. Cận chiến đi. Đâu rồi? À đây rồi. Úi dồi ôi, bắn chết làm cái gì nó mệt người. Vâng, còn những giây cuối cùng thì chúng ta hãy cùng xóa đi. Xóa đi. Úi dồi ôi, thằng cái thằng giống non nó bất lực cực ấy. Vâng, chân yếu tay mềm. Không thể làm được gì mấy anh chị tay to mặt lợn. Quá là ghê. Nó cầm súng nó dã. Khiếp thật. Vâng, quả đấy mình làm giống bay mình cũng thốn. Chứ đừng nói gì cái thằng giống non. Không thể chịu được. Có khi quả đấy mình có áo luôn cho nó chắc chuyện. Có cái định mệnh trò này làm bà nó giống bay rồi. À, nhảy bằng mắt này. Úi dồi ôi, đèn. Còn thằng đâu này. Bọn này thẩm du kinh đấy nhở. Úi dồi, bình tĩnh. Làm gì mà căng vậy. Chúng ta sẽ cùng đứng đây để há miệng chờ sung nè. Rụng nào. Úi dồi, một bé. Đâu rồi, đâu rồi. Thành công. Còn hai thằng. Một hay hai thằng nữa nhở. Vâng, chả thấy thằng nào lên luôn. Vâng, há miệng chờ sung thất bại. Chúng ta sẽ cùng vươn tay lên tầm cao mới. Dạ, hay lắm DM. Ui dồi, chết sạch luôn. Ok. Nhanh vậy. Một trận đi qua cực kỳ nhanh luôn. Chắc mình sẽ đổi sang tay phải để bắn cho nó chuẩn xác đi. Bắn tay trái khó quá. Vâng, làm zombie tay trái nó cũng khó luôn. Đúng rồi. Vâng, di chuyển nó hơi bị lệch lạc xíu anh em thông cảm nhé. Ôi mày quá, không làm zombie. Không làm giống bài. Này thì hủy diệt. Úi dồi, nó trâu thế nhở. Vâng, đến cái lúc kết thúc thì thằng nào ăn ấy. Hư cấu. Đây rồi. Đây rồi. Đây rồi. Một bé. Thế thôi. Chúng ta không nên đứng lâu một chỗ. Tại vì những cái chỗ mà đứng lâu ấy dễ bị mọc rễ lắm. Mà mọc rễ thì không thể rứt ra được. Anh em hiểu không? Cái quả không rứt ra được thì cương thi nó... nó chỉ sờ vào chân thôi là các bạn có thể cảm giác được cái sức mạnh của... bị sao ấy nhở? Định mệnh. Cái nút di chuyển bị sao ấy. Đây rồi. Chúng ta đã tìm lại cảm giác xưa. Úi dồi ôi. Tôi. Làm gì như chim vậy? Chúng ta cần phải phong tặng danh hiệu cho tơ. Đó chính là có cặp chân rất là dài và có cánh. Hả? Nhảy này. Úi dồi ôi, khẩu này trâu nhở. À chứ nhầm, khẩu này bắn ghê thế nhở. Chém thôi. Úi dồi ôi.
yếu, úi dồi ôi, mít kìa. Vãi xoài, vãi xoài. Bị mệnh mất giáp, té thôi. Úi dồi, làm gì vậy? Này thì hứng chó ấy. Vâng, dùng non mà hứng chó à? Này thì đứng im này. Úi dồi, cái gì đấy, trời ơi, đổi nhầm. Do ngờ. Vãi quả đấy tính đổi M4.